SUV động cơ tăng áp, giá rẻ giật mình. Hanteng X5 2020 là mẫu SUV sở hữu thiết kế đẹp, trang bị động cơ tăng áp nhưng giá bán cực kỳ hấp dẫn. Hanteng X5 2020 sở hữu kích thước lần lượt là 4501, 1820, 1648mm, chiều dài cơ sở 2600mm, khoảng sáng gầm 157mm, dung tích bình xăng 50 lít. Tất cả các phiên bản đều sử dụng vành hợp kim đường kính 17 inch. X5 có cả phiên bản 5 và 7 chỗ ngồi. Thiết kế tổng thể của X5 2020 không có nhiều thay đổi so với đời 2018. Ở ngoại thất, SUV này được trang bị lưới tản nhiệt đa chấu dạng thanh ngang với kích thước lớn. Phần đuôi xe, cụm đèn hậu được nối liền nhau bởi giải mã zoom. Bên trong khoang cabin, bảng điều khiển trung tâm lớn và có thiết kế trực quan hơn. Vô lăng 3 chấu được bọc da, tích hợp các nút bấm. Ngoài ra, nội thất của Hanteng X5 còn có nhiều chi tiết được ốp gỗ, kim loại. Màn hình giải trí kích thước 8,8 inch, dàn âm thanh 4 hoặc 6 loa. Đồng thời, X5 cũng có hệ thống lọc không khí PM 2.5 và điều hòa không khí tự động. Sức mạnh của Hanteng X5 2020 đến từ khối động cơ 4 xi lanh tăng áp với dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 5.600 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 215 Nm từ 2.000 đến 4.000 vòng trên phút. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp dao động từ 6,9 đến 7,6 lít trên 100 km tùy từng phiên bản. Hiện tại, Hanteng X5 2020 đang được bán ở quê nhà Trung Quốc với giá dao động từ 69.800 đến 105.800 nhân dân tệ, tương đương 231,38 đến 350,72 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.